chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ làm 3 món ăn. Một món thì tàu hũ em kho với thịt và da heo. Còn một món nữa thì cá chiên cả nhà. Cá chiên và bí xanh hầm với xương heo. Cái này là gọi là thịt kho tàu hũ cái nhà. Còn đây thì xương heo hầm với bí xanh. Còn bên đây là cơm trắng. Còn ở đây thì cá muối mặn mình ăn với cơm với canh ngon cả nhà. Còn đây là dĩa nước mắm dầm ớt. Bữa cơm rất là ngon hết cả nhà. Dạ mời cả nhà ăn với em nha. Hôm nay ăn cái món bí xanh hầm với xương heo ngon cả nhà. Lọc nước cái. Dạ mời cả nhà cùng em ăn cơm. Thì chúc cả nhà một ngày là vui vẻ. Ăn cơm ngon miệng bên gia đình hết cả nhà. Dạ mời cả nhà. Ăn hết một miếng nè. Một miếng nước canh nha. Hầm đơn giản gì đó nó ngọt quá trời nha. Có người đó thịt kho mình bỏ miếng da heo thương ngon cái nhỉ, vừa có mỡ đúng không. Bí xanh để bên rễ của bên mẹ chồng cái giá đó kia ngon quá. Cá rùa rùa biển mà cá nhỏ thì cá nhẹ ngon.
Con nghĩ biết xanh này ngon lắm cái nhà. Vậy hay mình kho mì đúng không cái gì? Ngon quá cái nhảy. Lâu lâu ăn lại cái món đó, cái tạch nó hành với xương heo ngon quá cái nhảy. Nhưng mà cái nhảy uống nước tạch luôn nha. Quá ngon quá trời non cái nhảy. Nếu cái nhà thấy những món ăn của Dương Dẫu quê đất nấu á đơn giản mộc mạc mà ngon, cái nhà nhớ xem ủng hộ Dương Chiêu thì nhớ đăng ký kênh này like cho Dương Dẫu lắp một like cái nhà. Cái nhà nhớ xem video tiếp theo cái nhà. Cảm ơn cái nhà rất nhiều. Hẹn video tiếp theo với like cái nhà.